Rồi, hôm nay mình có thay một cái phốt đá và một cái phốt dầu nha bạn. Phốt đá thì thay rất là dễ, phốt dầu thì sâu bên trong thì không có cần phải mở cái lốc này ra đâu nha bạn. Thì nhiều bạn ở trên mạng á, người ta bắn trực tiếp bằng súng vô, thì các bạn thấy như vậy nè, đưa vô cái bắn cái cánh quạt vô, bắn cái ào là cánh quạt nó tung ra. Thật ra các bạn thay làm theo cách đó là các bạn chết liền nha bạn. Đền nguyên cái cốt này nè, nó sẽ gãy hết bên trong. Đối với AB để gãy bánh răng nhựa đồ hết nha bạn. Nha bạn, cơ hội sống sót mà để đền á là nó cao lắm. Cơ hội nói chung là phần thắng không có, phần thua thì nhiều. Các bạn muốn làm vậy, các bạn phải dùng cái đèn khò, các bạn khò cái chân này nè cho nóng, cho nó giãn ra. Rồi các bạn dùng cái tê đối với hắc ý thì quay nhật cực kim xuôi kim đồng hồ vô nha bạn, thì nó thành ra. Còn đối với AB 125 thì ngược kim đồng hồ. Mình nói lại là hắc ý thì xuôi là thành ra, còn đối với AB ly là ngược là ra, là bình thường như thế chứ gì. Thì mình gán cố gắng mình xử lý như vậy thì nó lẹ hơn, nhưng mà phải biết cách xử lý cho coi chứ gì, nó rút ngắn được rất là nhiều thời gian.